Rồi, mình đang view tiếp 5 con này mẫu dây da ha. Mẫu dây da chạy pin Nhật hết ha. 4 con Senco chính hãng, hàng chính hãng công ty luôn, in Sapan. Chỉ có con này là chạy máy Chromno, dòng bơi lội ha. Về kích thước thì 5 con này là dòng cổ Nhật bãi ha. Về cơ bản là mặt 34. Con này là mặt 34, con ngoài cùng mặt 34 lớn chút, còn máy này là 32 33 ha, size nhỏ thôi. Đồ cổ ngày xưa mà. Mẫu này thì nam nữ đeo chung được, nữ thích đeo mặt lớn bây giờ là chọn mấy con này ha. Rồi, về cơ bản là máy zin cùm khóa và máy zin dây thì cơ bản là thay rồi. Cái dòng dây da này nó không còn zin đâu. Để theo thời gian mấy chục năm rồi mà hơn chục năm nó sẽ bục ha. Thì dây đây là mấy con này là dây thay rồi nè. Con này dây zin nè ha, còn cốt khóa nó là của nó hết. Rồi. Thì giờ mình sẽ view từng con. Con đầu tiên là giá thì đồng nhau ha, 850 một cái nha. Giá 850 một cái, trừ con này 900, con này chạy máy Chromno, dòng bơi lội này chạy máy lớn 6 kim thì giá nó mắc 50. Ở trong 3, 5 con này thì hai con này mặc sapphire nha, hai con này mặc sapphire, ba con này mặc kính khoáng ha, cũng chống trầy kính khoáng. Tùy anh em thích mẫu nào thì lấy màu đó, đồng giá. Dây này là 850 một cái này thì 900 ha. Rồi mình view con đầu tiên. Con này là Seiko. Con này thì chính hãng luôn rồi ha. Số học trò nhé. Con này gọi là số học trò. Con này bản kim chứ không có pha gôn gì hết. Cốt thì cốt của nó luôn ha. Số hiệu của con này 801119, made in Japan luôn. Con này made in Japan ha. Rồi. Ai thích con này thì lấy ha. Con này chạy 3 kim, rất là chân phương ha, số này gọi là số học trò, được chưa ạ? Rồi size 34, còn ướm tay không? Ướm một con thôi, mấy con kia khỏi ướm ha. Đây, nếu nam lên tay là nó sẽ... đây, nếu nam lên tay thì nó sẽ như thế này, được chưa ạ? Cũng đẹp, size 34, không quá to, không quá nhỏ ha. Anh em thích đeo gọn gọn thì đeo mấy con này, thích mà model sò xè đồ 40 trở lên thì chọn mấy mẫu này ha. Ở đây toàn là ba máy thôi, size ngày cổ ngày xưa là nó là chỉ đeo vậy thôi. Rồi cái thứ hai, con này cũng Senco luôn, con này là Lucky. Cái màu gold của nó nhẹ nhàng thôi, cái viền ở trong này nó có viền chỉ đen nữa cho nên rất là đẹp ha. Con này chạy đơn không số ha, con này không số. Ở đây có ba con này là không số, chỉ có một con số học trò thôi, còn lại là không số hết ha. Con này chạy hai kim, không có kim dây ha, test hết rồi nè, anh em thấy chưa, chạy rất chuẩn giờ ha, 2 giờ nè, được chưa ạ? Chứ không phải không thấy kim dây kêu máy đứng đâu ha. Con này thì cũng giống như con kia, chính hiệu chính quốc hàng công ty ha. Số hiệu của nó là 983551 ha, hàng của nó luôn. Dây thì không phải dây của nó, dây này thay rồi, dây da chắc chắn là thay rồi, không có ai mà đeo lâu được hết á. Xịn có máy thì xịn với dây da là có đâu 2 năm là nó tự nó dột nó bong thôi. Anh em thích thì về vô dây, cái xấu cái đẹp gì thì vô ha. Khóa này của nó. Rồi. Không cần lên tay đâu ha. Con này lên tay thì nó không giống như mấy con kia, thêm một size thôi. Được chưa? Ha, vừa vặn. Không có quá thô gồ ghề, mặt mỏng. Mấy con này thì mặt cũng rất là mỏng ha. Mặt ở đâu gần 0 cm á, rồi 0.8 á. Rồi, con thứ ba. Con này gọi là Senco, không phải chữ Nhật mà gọi là nở 39 ha, nở cạnh 39 nè, hình nó hơi hơi. Ở nó nở tại cạnh số 3 và số 9 ha, size của 34, không tính nấm ha. Size 34, thấy không? Thấy nó nở ra hai cái cạnh ở số 3, số 9 ha. Mặt rất là đẹp, lucky. Ngoại hình thì cả bốn con này ngoại hình là 95% hết, chứ không có gì chê đâu. Con này cũng chính hãng luôn, Seiko này số hiệu nó là 199266, cũng made in Japan luôn ha. Mấy con này thì dây cũng dây thay rồi, không phải dây của nó, nhưng mà cùm khóa là của nó nè ha, cùm khóa là của nó nè. Anh em có thay thì giữ là cái cùm khóa này riêng cho nó ha. Còn dây này thì cũng được, cũng loại chung chung, chứ anh em thích chơi cá sấu thì đặt cái dây cá sấu thay vô nó là đẹp ha. Rồi con này cũng chạy không số, chạy 3 kim nhé. Con này chạy 3 kim nè, thấy chưa? Chỉ có con này chạy 2 kim nè, được chưa? Rồi tiếp theo, con này là hàng ACC. ACC này chạy máy Nhật, hàng thời trang của Nhật nhé. Con này mặt lắc kê rất đẹp, mặt mỏng,
mỏng ha, sapphire size cũng cỡ 32 33 thôi chứ không có lớn đâu ha. Mặt sapphire con này thì cái nền trong màu vàng rất là đẹp, ngoại hình thì đẹp và trên 95% ha, rất đẹp. Con này chạy ba kim thuần ha, ba kim thuần. Số hiệu con này nó nằm ở dưới số 6 á, chữ li nhi cái này phải có kính lúp mình mới zoom lên mình mới thấy mới đọc được cho anh em ha. Nhưng mà cơ bản mấy con này mình bung nắp ra mình coi hết rồi, máy Nhật hết, không có hàng hàng bãi Nhật, mà số ít thì nó mới lọt vào mấy cái máy Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông rồi thôi. Rồi cuối cùng con này là con anh ba. Anh ba này là công ty con của thằng thằng Seiko ha, nó chạy máy Seiko luôn á, hàng chính hãng luôn nè. Được chưa, mấy cái hàng chính hãng, nó nhìn cái nét dọc của nó anh em thấy không. Số hiệu của con này là 314133 ha, Japan, Japan Movement, Japan sản xuất Japan luôn, kháng nước 13. Thì nhìn vô cái dây và cái kết cấu của con này là anh em biết nó thuộc dòng bơi lội rồi, kháng nước tốt rồi ha, đúng không ạ. Cái này nó chống nước, dây cao su này, hộp này hộp nhựa dẻo ha. Con này chạy máy Chromno nha anh em, chạy 6 kim cho nên nó mắc hơn mấy con kia 50 ngàn nha, mắc hơn cho vui. Đây là mình kích hoạt mấy con Chromno là kim dây chạy rồi đó, kim 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 chính giữa anh em thấy chưa. Kim dây chạy thì nó sẽ đuổi ba kim kia, một kim chạy giờ, một kim 24 này là chạy giờ, con kia chạy phút ha. Chronograph là đơn vị định lượng thời gian á, là mình không thích thì mình bấm lại cái kim này nó sẽ đứng đây nè ha, mình bấm là kích hoạt là nó chạy nè, thấy chưa. Con này chạy dây nè, minute chạy dây nè, second nè, con này minute là chạy phút nè, con này hao 24 chạy giờ, vậy thôi. Tùy anh em thích lấy con nào thì lấy ha, đồng giá 850 cái ở mẫu này, riêng mẫu Chromno 900 vậy ha. Anh em có nhu cầu thì gọi cho mình. Ngoại hình thì tất cả là hàng bãi hết, nhưng mà ba con em 95% ha. Hai con này mặt sapphire, ba con này mặt kính khoáng, kính cường ha, kính khoáng, kính pha, kính trộn gì của nó đó. Rồi vậy ha, chào mọi người.